bà hai đang cắt cái cua hoàng đế đó các bạn. Các bạn nhớ là cái video clip mà ăn cua hoàng đế mà còn dư không? Thì bây giờ sẽ cắt ra để xào với miếng. Đây, còn nguyên một bịch rất là nhiều luôn các bạn. Cắt ra nè bà hai. So far là bà hai cắt được một cái chân nhỏ nhỏ mà được như đây sạch rồi nè. Thì bà hai sẽ xào miếng của Hàn Quốc chung với lại thế này. Hành, rồi hành lá, hành củ, rồi ớt chuông, đỏ với ớt chuông đã không các bạn? Vậy là ăn được bữa ăn tối ngon lành luôn rồi. Rồi cái miếng xào bà hai để đâu? À, miếng xào bà hai để đây. Đây, đây. Đây là cái cọng miếng của Hàn Quốc đây các bạn. Miếng màu màu này nè. Cái miếng này ăn rất là ngon luôn. Khoe với các bạn này một chút. Cái này là cái thùng nho mà của Hàn Quốc mà Ngọc này không phải Ngọc mua cho Ngọc, Ngọc mua của cho chị Ngọc mua giùm cho chị trong chỗ làm chung với Ngọc á. Tại vì năm ngoái á, Ngọc có mua một lần, Ngọc ăn một lần rồi. Cái chị đó thấy rất là ngon luôn nên là chỉ muốn là mỗi lần chừng nào mà Ngọc đi chợ Hàn Quốc mà thấy bán á, mua giùm chị một thùng. Một thùng này là Ngọc mua nè các bạn coi nè, H Mart nè. Cái thùng này là Ngọc mua của $20 là có nghĩa là cỡ 450.000 đó các bạn. Mà nó cỡ 6 pound là 2 kg mấy 3 kg á. Nó rất là ngon luôn. Rồi đây. Show với các bạn là cho các bạn xem, giới thiệu các bạn xem Ngọc mới mua được một đôi giày. Ngọc cần một đôi giày để Ngọc đi chơi. Nên là Ngọc không có biết mua cái giày gì nên là em Ngọc có lựa giùm Ngọc cái đôi giày này. Đó. Đôi giày này nó nói là cái mới ra luôn nè, Ultra Boost gì nè. Đó, hồi nào giờ Ngọc chưa có mang cái giày hiệu Adidas mà cái kiểu giày chút nào đó. Cái kiểu mà cái đế của nó vậy nè. Ngọc chưa bao giờ mang. Cái đôi này là Ngọc mua với giá là $190. $190 mà không có sale nha các bạn nha. Chừng nào chắc tới năm sau bắt đầu sale cái đôi này. Là có nghĩa là cỡ khoảng 4.370.000 tiền Việt Nam đó. Ngọc mang vô Ngọc thấy rất là êm luôn, rất là cái đôi này mà nói chung là cái đôi này mà đi bộ là rất là thoải mái luôn á các bạn. Các bạn thấy cái đôi này cái màu này sao hả? Màu này nói chung là Ngọc mang là sẽ dễ dơ nè, nhưng mà thôi kệ nó đi. Một cái đôi này á nó sẽ rất là bền luôn á các bạn. Cái đôi này không biết chừng nào mới hư luôn á. Giờ mang vô thử cho mọi người cùng xem nha. Hồi nãy Ngọc có mang vô thử một lần rồi mà bây giờ khoe mọi người nên bây giờ Ngọc phải mang thêm lần đó, thấy không? Rất là Ngọc mang vô cái cảm giác Ngọc thấy là rất là thoải mái luôn, thoải mái từ cái ở trên này thổi xuống, thoải mái xuống luôn á. Đó, đẹp ha. Cái giày này nói chung là không phải là, nếu mà nói về thời trang á thì Ngọc thấy, Ngọc nhìn vô đôi này Ngọc không có thấy cái sự thời trang, nhưng mà nó cũng không có quá nổi tệ để mà ấy, nhưng mà cái đôi này là mang là Ngọc thấy là thoải mái nè. Đó, được á. Lần đầu tiên Ngọc mang cái đôi, mua một cái đôi giày kiểu giống vậy luôn, chứ thường thường Ngọc lựa giày Adidas đó là Ngọc phải lựa mang vừa thoải mái nhưng mà vừa có cái kiểu một chút. Nói chung là đôi này cũng không tới nỗi nào đâu, rất là tốt. À, là chị có muốn phe với mọi người một chút xíu vậy thôi. Các bạn mới đây mà các bạn thấy bà hai làm ra một cái dĩa thịt cua quá trời trời không các bạn. Mà còn nữa nha, còn nguyên một cái càng bự nè, còn nguyên một đống thịt dưới đây nữa nè. Còn lắm. Đã dễ sợ. Đây là mọi người ơi, bà hai đang xào cái này tiếp nè. Chỉ bỏ dầu thôi phải không bà hai? Bà lấy dầu rồi, bây giờ bắt đầu bà mới để chút xíu rồi. Giờ là dầu hào hả? Dầu hào, để một chút dầu hào. Oh, too many peppers for me. Yeah, you're not gonna eat that though. Dầu hào, rồi tới dầu mè. Dầu mè. Này, nước tương. Nước tương của Nhật á. Mà nó thơm, nước tương kia không có thơm. Yeah. Xí vậy thôi bà hai. Chút nữa mình thêm nước tương nữa mà lo gì. Chút nữa mình ăn lạc lạc mình thêm nước tương cho. Để lấy nước tương chấm. Quá chan vô. Món này là nhanh gọn lẹ nè bà hai. Lẹ lắm. Trời ơi, bà luộc bún rồi tương. Rồi cho xí. Cái miếng trộn của Hàn Quốc này lúc nào cũng phải cần dầu mè đó. Ủa chưa khui luôn hả bà hai? Khui rồi. Cái bà hai thả nhẹ cái cái bún vô rồi hả? À, bún bà hai bỏ lên cái microwave quay, bà hai quay lại hả bà hai? Thăm nè. Cái xào cái đổ vô trộn nè. Trộn cái lấy ra nè. Chuyên nghiệp dữ. À, bỏ xí muối nè. À, rắc vô xí muối trong đó. À, trong bún luôn á. Quá luôn, quá chuyên nghiệp luôn. Baguette. Bánh mì, wow, bánh mì rất là ngon luôn. Wow, rất là ngon luôn, còn nóng hổi luôn á. Còn, còn mở ra còn khói luôn, biết mọi người thấy khói không nữa. Chứ Ngọc thấy là ồ, có khói bốc lên cao từ ngọn núi lửa đó kìa luôn á. Quá ngon luôn. Dạ, yeah. Bữa ăn nay sơm trụ dữ. Thầy sao?
con mời bà hai xích đu bà ly. Nè chay thì chay ăn mac and cheese. Xích đu. Không ăn mac and cheese hả? Oh, xin chào các bạn. Hi everybody. Các bạn muốn ăn cái gì? What do you want? What do you want some bread? Ăn bánh mì. Want some bread? No. You want some bread? What do you want? What do you need? You want this? Hỏi phải nuôi. Maybe we cannot put this in front of her anymore. Nó đòi cái này nè. Có được rồi không? Được không? No, we cannot put this in front of her face anymore. À mẹ chưa? Con nói cheese. Con tên gì á? Tên gì? Mấy tuổi? Hai. Con nói đi. Bà ngoại. Can you say cheese please? Nó nói gì nó chửi vô mặt người ta. Ngoại. Con nói mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Ngọc. Ngọc. Ba tên gì? Duane. Con nói bé Hùng. Nói bé Na. Bé Na. Nó nói bất chấp. Con nói bà cố. Chú chú. Rồi con nói nè, dì Út. Đúng rồi. Út còn nghẹp em quá nhỉ. Lúc nào cũng. Rồi bây giờ thumbnail picture nè. Thumbnail picture. 1, 2, 3. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi, một cái dĩa cô hoàng đế xào rất là ngon luôn rồi mọi người ơi. Thôi con mời tất cả mọi người nha. Này ngon. Ui trời ơi. Ui. Này ngon nè con. Này ngon giống như chi vậy á. Này cũng có chi nữa nè con. Nó mac and cheese mà nó cái kiểu cheese. Mà vegan á. Oh, vegan mac and cheese. Vegan, yeah. Vegan. Yeah. Đó, bây giờ Ngọc gấp nè. Ngọc gấp miếng nè. How is the baby? Still good? So, I have a question for you. Yeah. I know that I'm pretty sure that I don't know this for 100%, but the monk in your people, are they vegan? No. No. Yeah. Are there a lot of vegans in Vietnam? Some, but just like America, like maybe. Yeah. 15% or something. Yeah. Thì Quỳnh hỏi là Việt Nam mình có ăn chay nhiều không? Con nói thì cũng có. Nhưng mà tại vì con chưa không có biết người nào ăn chay hết là con nó không biết nhưng mà. Thì con nói cũng có người ăn chay thì ăn chay thì ai muốn ăn thì ăn thôi. Cho bà miếng nước. Ủa chứ nãy bà hai nói bà hai có nước rồi. Bà nói bà hai có cái ly rồi. À, chế mấy nước tương. Cái nước tương của Ngọc á là Ngọc có xịt cái sriracha vô nữa. À, bây giờ xin mời tất cả mọi người, nhưng Ngọc đói bụng lắm luôn rồi đó. Mấy nước ha. Thank you. Sparkling water đó con. Gì? Very sparkling. Bà hai cho nó miếng nước rồi bình thường hả bà hai? Rồi. Cái gì nữa? Tôi mà ăn là tôi không có đúng vậy đó nha. Ăn mặn hồi nãy là mấy cái bánh kìa mặn đó. So my next question for you is, do you think a vegan can make a food channel? Yeah. Yeah? Everybody, they can do whatever they can do, they want to do, baby. Mm-hmm. No, I meant, do you think it'll be popular? Because it's kind of limiting the diet. Yeah. Chồng mà mới hỏi là những người ăn chay á, Ngọc có nghĩ là những người ăn chay có thể làm được một cái channel, cái kênh về ăn đồ chay không? Tại vì cái món ăn nó bị giới hạn. Nhưng mà đồ chay mà nếu mà cái người nào mà biết làm đồ chay á, nhìn rất hấp dẫn, rất là ngon luôn á. Trời ơi, ngon. Đừng có giỡn. Đừng có giỡn mặt. Ngon lắm đó. Đi vô chùa coi ăn đồ chay hết sảy rồi. Đúng rồi. You know my uncle, he goes intermittently vegan. Oh, Mark? Yeah, Uncle Mark. You know, sometimes I'll see him and I'll be like, oh yeah, I'm vegan right now. À, chồng của anh nói là chú của anh á, là bây giờ cũng đang ăn chay đó. Mình cái tiếng Việt mình thì gọi là ăn chay nhưng mà người ta nói chung là người Mỹ là mình gọi người ta ăn là không ăn thịt đâu vậy đó. Ủa vậy là ăn chay cái gì nữa? Thứ sáu là nếu mà có đạo thứ sáu là không ăn. Đúng rồi bà. Looks good. Mhm. Dừa ăn không phải là ngon mà không. Uh-huh. Tại vì con chan nước tương vô à? Nhưng bà cũng phải chan nữa. Dạ. Trời ơi con. Cái cua này, mặt cua này nó nói chung á nếu mà không chan á thì
ăn cái nếu ăn trong cái miếng bún ăn vô cái miếng cua này đó, tại vì miếng cua nó vẫn còn mặn nên là hợp lý lắm. Cái gì hả? Tay chứ có gì đâu nè. Bà hai gấp cua vô bà hai. Từ từ con. Trời ơi, cái này là chỉ có con với bà hai ăn thôi đó. Rồi ngày mai con đem đi làm chút nữa là xong rồi đó. Is it good, baby? It's very good. So do you guys, do Vietnam have, say you guys, but do Vietnam has like American Idol, right? Mm-hmm. Is that still popular in there, or is it kind of like in America where it's kind of, you know, died off? They get their couple hundred thousand people viewing and that's it. I don't know. Let me ask everybody. Okay. Chào Ngọc Anh hỏi cái chương trình Việt Nam Idol ở Việt Nam có còn phổ biến không, chứ còn ở Mỹ thì nó cũng không còn phổ biến gì nhiều. Ý nó nói vậy đó, nhưng mà cũng tùy theo mỗi năm thôi ha, mỗi năm cái lượng thí sinh thì sao sao, nhưng mấy đó khó biết lắm. Hỏi giống như là Ngọc là ban tổ chức của Việt Nam vậy đó. Do you think you could be in Vietnam Idol or you can't anymore? Ok, no more. Ngọc muốn đi thi Việt, hỏi Ngọc muốn đi thi Việt Nam Idol không? Các bạn nghĩ sao? Các bạn thấy Ngọc đi thi Việt Nam Idol được không? Can JD be Vietnam Idol? Yeah! No, Ngọc không có Việt Nam Idol đâu, Chay nè. Chay là Việt Nam Next Top Model. Chân dài, cả thước. Phải không? Đó, lên là đi cà nhỏng, cà nhỏng y như là đi lùa dịch vậy đó. Chay là cái catwalk của Chay là walk giống như là lùa dịch vậy đó. Cái gì vậy Chay? Rồi ăn đi. Cái gì vậy Chay? Chắc mày đập con á. Rồi đừng nấy nữa, đem ra. Oh, she threw that. She threw the ball down. No good. Thấy cái hộp này. Tẩy đi. Lì lợm. Không đừng chơi với Chay nữa, bây giờ ba người mình đừng ai chơi với Chay nữa nha. Nghĩ nha. Mập nó dễ sợ mập vậy. Ngon bà hai thấy ngon đây. Mà không biết ngon sao. Rất ngon Ngọc. Ăn cái miếng này nè. Ngọc nghe đồn là nó đỡ mập hơn là cái miếng gạo. Phải bà hai hả? Cái này là bằng phai đó con, chứ không bằng bột đâu. Cái này là làm bằng, tại vì cái ăn nó sực dai dai nè. Cái bột mùng phai á. Tại là nó ăn nó đỡ mập hơn là cái miếng gạo á. Là mùng phai đấy á. Tốt lắm á. Cái bún là của đại hàng là tốt lắm á. Dạ. Miếng của đại hàng rất tốt. Wow. Open it up, Nguyên. Thank you for the permission. I was scared to get up. Cái gì vậy trời? Nó kỳ, nó đứng đằng trước cái cửa, nó đòi vô. Mày chồng bánh chỉ Ngọc. Nó vô ra hoài nè. Nó là đi ra đi vô đi ra đi về là nó đó, là đúng nó luôn á. Là nó đề máy, nó dựng chống, nó gạt chống là 30 giây là đi gửi xe luôn. Là nó đó. Trời, bà hai ăn bà hai, tớ bà không không gấp trong này. Thế thằng không cái sống sống có vậy hả? Bà hai lấy cái đây nè. Bà hai lấy nửa trái ướp chuông còn lại á, bà hai xắt vô cái dĩa bà hai ăn. Bà hai nói bà hai thích ăn sống sống sống. Tại sao trong đây còn quá trời bà hai không ăn, tiền Ngọc đâu có ăn. Wow. Mấy ướp chuông đó. Công nhận cái thịt cua hoàng đế này mua tiện lợi rồi chứ. Ăn không hết cho được chế biến ra món khác. Nhưng mà cái này ăn không ngán. This is yummy, yummy, yummy in my tummy, tummy, tummy. Tôm ngán quá nhỉ. Bà hai nó nhát tôm hùm hả? Ừ. Ăn cái này cũng có ngán bằng tôm. Tôm ngán. Dạ, bà hai bán ngán tôm hùm dữ lắm rồi. Giờ từ giờ tới về muốn con mua tôm hùm ăn nữa không nè? No. Chắc bà hai ngại nên bà hai nói không á. Có đâu. So chào Ngọc á, nãy giờ ngồi hút cơm hết ổ bánh mì, thấy bánh mì ngon quá thôi nhắc miếng bánh mì nha. What's the biggest amusement park in Vietnam? I have no idea, baby.
bringing up random topics, I know. Chồng Ngọc tự nhiên hỏi cái viện bảo tàng mà lớn nhất của Việt Nam là viện bảo tàng tên gì? Ngọc không biết luôn á. Đi vô ta không biết cái gì đó mà. Cái này ngon rồi. Nó chừng mấy cái mà. Hình hồi xưa có thai đồ này kia nọ đó. Không ngon. Ở trong các ủ á. Thì rồi tôi sợ. Ngon. Có hai dưỡng ngon ông đi không? Rồi. Bà hai chuẩn bị tháng 2 Tết rồi là bà hai về Việt Nam nữa các bạn. Nguyên một đại gia đình bà hai luôn hả bà hai hả? Rất là nhiều người luôn á, nhưng mà ở khách sạn hả bà hai? Bà hai, làm ơn ăn đi. Trời ơi. Ăn đi, ăn đi. Đừng ngán hả bà hai? Ớt này ngọt dễ sợ luôn. Hả? Ớt ngọt hả? Ngọt lắm. Bây giờ con thử hy sinh con ăn thử miếng nha. Give it to JD. No, me. It's lighter, so it's not going to be as hot. It's going to be a mild pepper. Ăn đi, ngọt lắm, ăn đi. Ăn đi. It's just a mild pepper. Right. Ăn đi, what's up? The light ones are the least spicy. Oh, bye. Ăn đó thì được. Nhưng mà cái vị của nó vô nó làm con thấy sao sao á. Sao mà ăn, không ăn quen. Cũng được. Nhưng mà thôi. Bây giờ xếp ra, quăng chu chi cho chai nữa rồi đó. À, bà hai nè. Được không bà hai? Sao à? Mắc cỡ hả? Bà hai đừng nhớ. À, đang nhai mà bị camera quay hả? Bà hai biết làm sao? Che miệng lại. Hả? Để bà tay bà hai giới thiệu với tất cả mọi người đây. Đây. Đấy. Đây. Bà hai làm cái này nè. Bà không, bà hai phải để cái tay vậy nè. Oh, bà hai is very đúng shy. Rồi. Đúng rồi, đúng vậy. Và các bạn thấy bà hai dễ thương không? Nói gì bà hai cũng làm. Và bây giờ gặp nói cái này là bà hai làm luôn nè. Bà hai nói a hi hi đi. A hi hi. Nói a hi hi. A hi hi. Ngọc chỉ nói là bà hai nói a hi hi thôi mà bà hai cho là a hi 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 luôn. Con nói kìa, cô chú coi nói kìa. Ở ngăn nó chưa? Này, chào chú đi. Nó thấy là bắt đầu nó thấy nó là bắt đầu nó màu mè qua lá hẹ lên rồi đó. Cô chú có biết Chay là giọng ca 10 năm chìm trong khói lửa mà hôm nay là được mẹ bốc lên tắm rửa cho sạch sẽ. Là giọng ca là mới ngồi lên luôn á. Có tên mà chưa có tuổi. Mới 2 tuổi à. Chưa tới 2 tuổi luôn đó chứ. Bê bê kìa, cố kêu kìa. Nhà cái nhỏ cắn ra gì đó con cái gì nó đó là một lẹo gì đó. Nó ư vậy lắm, con nghĩ vậy con nghĩ do ăn sầu riêng đó. Con nghĩ là do ăn sầu riêng đó. Mấy cái sầu riêng với sầu chung là không có thích chay. Và bữa nhớ cái video clip mà ăn cuồng đế bạn là xong mà cái ăn sầu riêng á, ăn quá trời sầu riêng luôn, tự nhiên mới đang con mắt nó vậy nè. Ở trong đó nó có một nổi một cái gì đó đỏ đỏ. Nó nói bây giờ nó nói tiếng Tàu luôn, hey, chứ không phải nó nói tiếng Việt nữa. Don't hit mommy. High five. Bim. Bim. Hai giải là vậy trời. High five. Oh no. Did you drop the water? Open? No, not open. Can you whistle? Yeah. I can't hear it. Try whistling. Whistle, Jade. Wait. Right, like this. Go. Yeah, I love mommy too. Yeah, mommy is the best. Bất tình bất cách nào á. Mommy is yours, that is your mommy, yes. Mà bỏ đường vô nữa. Đỡ mặn. Hey, be nice to mommy. Hoặc là ngâm nước. Ngâm nước. Rửa. Hey. Be nice. Chắc đập ngay chay. Mày đập không á. Nice, yeah nice. Tại vì bà hai. Nice. Những cái miếng cua mà bà hai bị dụng dụng mà bà hai bỏ vô bà hai xào á. Nó không có mặn. Nice. Chính xác.
Nhưng mà những cái món những cái con cua mà mình bỏ ở trên á là nó lại bị mặn. Nice. Wow, ngộ ha. No no. Nice. Thì lúc mình tui mà hai nhân vật nó cống hé dữ trời. Nice không? Nào, giờ uống miếng nước nè, mình chào cô chú nè. Vô. Yeah. And baby, when she goes into like preschool and stuff like that, when you say nice, she's gonna go up to the other kids and go nice. Yeah, nice. Be nice. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye. Bye bye. Please like and subscribe and hit that notification. Nó màu bây giờ nó màu mè mà nó là dữ dữ tận nó làm ghê lắm. Thôi mẹ ba hôn nhau không mẹ ba hôn. No, just mwah. Mwah. Mắc cỡ. Mắc cỡ bé bé. Nó đầu đây là hôn ba đó đó. She wants you baby. Yeah, she could get super jelly after no, a while. No, no. Okay, everybody, goodbye. And